chuyến tàu hạnh phúc rồng trời tuyệt vời, về thăm nguồn cội, tìm về bản lai. Chuyến tàu, một pháp thiền giúp ta tìm thấy Phật tánh bên trong của mình và đưa mọi người trở về hải đảo tự thân. Pháp Phật sáng trong và lặng lẽ luôn dẫn dắt muôn người tìm về với bản thể chân như, bản thể bất sanh diệt của Phật Pháp Thân. Ngàn sao qua bao thế giới về tới thiên cung quê cũ chân trời, lên mau em ơi ta hãy dạo chơi. Con tàu hạnh phúc đưa mình sông chơi, quên hết âu lo oan trái chuyện đời, xây cánh thần tiên du hành vũ trụ, bất hối ngàn năm không trở lại đời. Bất danh bất tư trở về bạn lai, toàn năng toàn sắc quyền năng một thời, ta đã bỏ quên thiên đường đã mất, mau bước lên tàu tìm lại em ơi. Con tàu hạnh phúc sống chơi tuyệt vời, về thăm nguồn cội tìm về bản lai. Con tàu hạnh phúc không sống muôn đời, quyền năm nhẹn trời trải đầy khắp nơi. Về tới thiên cung quê cũ chân trời, lên mau em ơi ta hãy dạo chơi. Con tàu hạnh phúc đưa mình sông chơi, quên hết âu lo oan trái chuyện đời, xây cánh thần tiên du hành vũ trụ, bất thối ngàn năm không trở lại đời. Bất danh bất tư trở về bạn lai, toàn năng toàn sắc quyền năng một thời, ta đã bỏ quên thiên đường đã mất, mau bước lên tàu tìm lại em ơi. Con tàu hạnh phúc sống chơi tuyệt vời, về thăm nguồn cội tìm về bản lai. Con tàu hạnh phúc không sống muôn đời, quyền năm nhẹn trời trải đầy khắp nơi. Bất danh bất tư trở về bản lai, toàn năng toàn sắc quyền năng một thời, ta đã bỏ quên thiên đường đã mất, mau bước lên tàu tìm lại em ơi. Con tàu hạnh phúc sống chơi tuyệt vời, về thăm nguồn cội tìm về bản lai. Con tàu hạnh phúc không sống muôn đời, quyền năm nhẹn trời trải đầy khắp nơi. Con tàu hạnh phúc sống chơi tuyệt vời, về thăm